chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ. Và như đã hứa ở video trước thì hôm nay mình sẽ so sánh cho anh em về hai chiếc vòng đeo tay thông minh đó, rất là hot hiện nay, đó là chiếc Huawei Band 6 cũng như là chiếc Mi Band 6, để em có cái nhìn khách quan hơn về sản phẩm cũng như là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái mẫu vòng đeo tay phù hợp trong phân khúc giá tầm trung này. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Rồi, trước khi bắt đầu video thì các anh em có thể nhấn chuông cũng như nút subscribe kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung thú vị hơn nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói đến về thiết kế của hai dòng sản phẩm này. Thì nhìn vào cái Mi Band 6 này thì thiết kế của nó là bo tròn ở các góc như những cái dòng Mi Band đời trước của nó. Rồi còn đối với cái chiếc Huawei Band 6 này thì kích thước của nó là kiểu dáng vuông vức, nhìn khá là cứng cáp cũng như mạnh mẽ. Về bề mặt thì nó cũng là to hơn gấp đôi so với cái chiếc Mi Band 6. Và nhìn chung hai sản phẩm này thì mình thấy là chiếc Huawei Band 6 có phần là sang hơn vì kiểu dáng khá là giống cái chiếc Huawei Watch Fit. Rồi còn về phụ kiện cũng như dây đeo thì sản phẩm Mi Band 6 này nó được trang bị nhiều và đa dạng hơn cái chiếc Huawei Band 6. Thì anh em có thể là tận dụng những cái dây đeo của Mi Band 5 và sử dụng vào cái chiếc Mi Band 6 này đều được luôn nha anh em. Rồi còn đối với cái Huawei Band 6 á, thì hiện tại mình thấy cái phụ kiện của nó ít hơn và tìm mua nó cũng khó hơn. Cái cách tháo dây ra mình thấy nó cũng hơi khó. Đó, mình phải tháo, mình kéo cái chốt ra nè, rồi mới đẩy cái dây ra thì mới tháo được. Đó, nó khó hơn cái chiếc Mi Band 6 này. Về phần màn hình thì mình thấy chiếc Mi Band 6 này được cải thiện hơn, đó là sử dụng màn hình tràn viền với kích thước là 1.56 inch. Còn với chiếc Huawei Band 6 này thì kích thước màn hình nó chỉ là 1.47 inch thôi. Tuy nhiên cả hai sản phẩm này nó đều được trang bị cho mình đó là màn hình công nghệ AMOLED, nó giúp cho mình cái độ sáng của nó tốt hơn cũng như là nó hiển thị nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì khi nhìn kỹ vào giữa hai sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc Huawei Band 6 nó có phần hơi rỗ một chút, thì mình nghĩ chắc là do cái bề mặt ngang của nó rộng hơn nên trông có vẻ không được sắc nét hơn so với cái chiếc Mi Band 6 này. Tuy nhiên về mặt hiển thị thì với chiếc Huawei Band 6 có diện tích màn hình nó lớn hơn thì mình sẽ dễ dàng nạp tin nhắn cũng như thông báo một cách nó tốt hơn. Một điểm nữa trên phần màn hình đó là với cái chiếc Mi Band 6 này nó sử dụng là một chạm để sáng màn hình, còn với chiếc Huawei Band 6 thì nó sẽ sử dụng cái nút bên hông này để cho bật màn hình sáng lên, còn khi mình chạm vào thì nó sẽ không có được. Tuy nhiên thì mình thấy phần màn hình của cái chiếc Mi Band 6 này nó có phần là sáng ít hơn, có nghĩa là độ sáng nó chỉ giữ được khoảng 10 giây mà thôi. Còn đối với cái chiếc Huawei Band 6 này thì cái thời gian sáng của nó mình có thể lên tới là 20 phút đó, hoặc là các anh em có thể vuốt từ trên xuống nè, các anh em có thể cho cái màn hình này sáng liên tục luôn đó, các anh em có thể cài đặt như vậy. Còn về giao diện thì mình thấy khi mà cảm giác vuốt chạm ở trên cả hai thiết bị thì mình thấy là đối với cái chiếc Huawei Band 6 này nó vẫn tạo cho mình cảm giác mượt mà hơn, còn đối với cái chiếc Mi Band 6 thì mình thấy nó hơi giật lắc một chút, tuy nhiên mình nghĩ cũng không có đáng kể đâu. Tiếp theo là phần thông báo. Thì khi có tin nhắn tới thì cái chiếc Huawei Band 6 này nó sẽ không có tự động sáng màn hình lên mà nó chỉ rung lên thôi cho các bạn. Còn đối với chiếc Mi Band 6 này nó sẽ rung và hiển thị cái thông tin ở trên đây luôn cho các bạn. Đó. Và để đọc cái tin nhắn ở trên cái chiếc Huawei Band 6 thì các bạn sẽ bấm vào hoặc là đưa tay lên để sáng màn hình thì mới đọc được. Thì đây là một điểm khá đáng tiếc cho cái chiếc Huawei Band 6 này. Không những vậy, khi bạn nhận được nhiều tin nhắn từ nhiều ứng dụng khác nhau thì mình thấy là chiếc Huawei Band 6 này nó sẽ cho mình xem từng tin nhắn cũng như thông báo dễ dàng hơn bằng cách vuốt lên như vậy và chọn vào tin nhắn mình muốn đọc. Còn đối với Mi Band 6 thì nó chỉ lưu lại những tin nhắn, tuy nhiên nó mình thấy ít hơn và phải vào bên trong cái phần thông báo thì mới xem được, thì mình thấy một cái điểm này hơi khá bất tiện. Ngoài ra đối với ứng dụng Zalo hay Messenger thì mình thấy là chỉ có cái Mi Band 6 này nó hiển thị đầy đủ cái tên ứng dụng, ví dụ như là ứng dụng Zalo nè, khi mà mình nhắn tin tới thì nó sẽ hiển thị luôn cái tên đó là ứng dụng Zalo ở trên đây. Còn đối với cái chiếc Huawei Band 6 này nó sẽ không có hiển thị tên ứng dụng ở trên đây. Đó, đối với Messenger thì khi mà mình nhắn tới đi thì đối với cái chiếc Mi Band 6 này nó sẽ hiển thị ra trên Messenger luôn nè. Đó, còn đối với cái chiếc Huawei Band 6 này nó thì hiển thị cái biểu tượng thôi. Đó, thì mình thấy nó không có được đầy đủ so với cái chiếc Mi Band 6 này. Rồi, còn đối với cuộc gọi thì cả hai thiết bị đều chỉ nhận được cuộc gọi thông báo từ SIM mà thôi nha anh em. Đó, còn điển hình như là ứng dụng thứ ba là Zalo hoặc là Messenger, nó chỉ nhận thông báo được cuộc gọi khi cuộc gọi bị nhỡ thì mới nhận được thông báo thôi, còn cuộc gọi tới thì nó sẽ không thông báo như vậy. Tuy nhiên đối với thiết bị Mi Band 6 thì vẫn có cách để bật cái thông báo cuộc gọi tới ở bên ứng dụng thứ ba, đó là các anh em sẽ vào trong phần SharePlay, các em sẽ tải ứng dụng đó là Notify for Mi Band. Đó, thì lúc này đây thì các anh em sẽ vào cái ứng dụng này và sẽ có thể là cài đặt
cái cuộc gọi tới ở bên ứng dụng bên thứ ba luôn nha. Đó, nhưng mà các anh em phải mua thì mới sử dụng được cái tính năng này. Còn đối với Huawei Band 6 thì nó vẫn chưa được hỗ trợ cái ứng dụng như vậy. Nhưng mình thấy có một điểm khá là nổi bật ở trên cái chiếc Huawei Band 6, đó là khi cuộc gọi tới nè, thì ngoài cái việc mà mình có thể từ chối cuộc gọi ra giống như cái chiếc Mi Band 6, thì cái chiếc Huawei Band 6 này có thể là mình trả lời tin nhắn tự động đó ở trên cái chiếc vòng đeo tay của mình luôn. Đó, thì các anh em lưu ý giúp mình đó là cái để sử dụng được tính năng này thì các anh em phải sử dụng cái hệ điều hành EMUI, có nghĩa là cái điện thoại Huawei á của các anh em nó phải là từ EMUI 9.0 trở lên. Đây, 9.0 trở lên. Còn trước đó thì mình đã sử dụng cái phiên bản 8 chấm thì mình vào cái phần đó lúc nào nó cũng báo lỗi hết và mình không có sử dụng trả lời tin nhắn nhanh ở trên chiếc vòng đeo tay được. Giờ mình sẽ qua đến tính năng của hai sản phẩm này. Thì đối với chiếc Huawei Band 6 thì nó sẽ được trang bị cho mình là 96 chế độ luyện tập, khá là nhiều. Còn đối với cái chiếc Mi Band 6 thì nó chỉ trang bị cho mình là hơn 30 bài tập thôi. Thì cá nhân mình thì mình thấy là dùng một vài tính năng cơ bản thôi thì mình thấy cũng quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì nếu mà mình được trang bị nhiều tính năng hơn thì vẫn thích hơn, đúng không anh em? Rồi, còn đối với về vấn đề SPO2, có nghĩa là về những cái tính năng đo SPO2 ở trên cả hai thiết bị, thì đối với cái chiếc Huawei Band 6 nó hỗ trợ cho mình luôn, đó là tính năng đo tự động 24/7. Còn đối với cái chiếc Mi Band 6 này thì mình phải đo bằng tay. Đó, thì đây là đo cái độ oxy trong máu của mình. Và hiện tại mình thấy khá là nhiều anh em đang bị cái trường hợp đó là cái tính năng SPO2 ở trên cái chiếc điện thoại của mình nó bị mất đi, đặc biệt là thiết bị Android. Thì mình cũng mới chia sẻ ở trên video trước, thì các anh em có thể bấm vô để khắc phục cái trường hợp này luôn nha. Rồi, còn về cái tính năng nhịp tim đây, cũng như là cái đo chu kỳ kinh nguyệt của các chị em phụ nữ, thì cả hai thiết bị này nó đều trang bị đủ cho các anh em luôn. Ở đây thì nó cũng chiếc Mi Band 6 này cũng được trang bị cho mình, đó là đo liên tục, và cái chiếc Huawei Band 6 này cũng như vậy. Ngoài ra thì về tính năng chụp ảnh cũng như là chuyển phát nhạc của hai thiết bị này, thì đối với cái chiếc Huawei Band 6 này thì mình thấy hơi kém một chút, đó là về tính năng chụp ảnh từ xa thì nó chỉ hỗ trợ ở trên cái thiết bị điện thoại Huawei mà thôi. Và cái tính năng chuyển phát nhạc này cũng chỉ sử dụng ở trên những thiết bị điện thoại Android. Đó, nó sẽ mình thấy nó khá là kén. Còn đối với cái chiếc Mi Band 6 này thì nó đều sử dụng được cả hai nền tảng Android và iOS đều được luôn. Tính năng chuyển phát nhạc cũng như là chụp ảnh từ xa đều được hết. Rồi, còn về vấn đề tập luyện sức khỏe thì lúc nãy mình có đeo hai cái vòng đeo tay này và sử dụng cái tính năng đó là nhảy dây. Thì đối với cái chiếc Mi Band 6 thì khi mà mình nhảy 10 cái thì ở đây nó hiển thị cho mình là số 11 lần. Rồi ở đây nó sẽ hiển thị tiêu hao nè, tiêu trung bình nè. Còn đối với cái chiếc Huawei Band 6 này, đó, nó hiển thị chính xác cho mình luôn là 10 bước nhảy, cũng như là cái số vấp ngã của mình là mình vấp một lần, nó sẽ hiển thị hết trên đây luôn. Thì mình thấy đối với cái chiếc Huawei Band 6 này mình thấy nó rất là rõ về vấn đề này luôn. Rồi về phần sạc pin thì hai thiết bị này nó đều sử dụng đó là phần đắp sạc 500. Đó, thì anh em có thể gắm vào và hít vào. Rồi và sau khi sạc á thì theo mình thấy là cái Huawei Band 6 này có phần là sạc nhanh hơn so với cái chiếc Mi Band 6. Thì theo thông số kỹ thuật là hai thiết bị này thời gian sử dụng pin của nó là lên tới 14 ngày. Thì theo cá nhân mình sử dụng á thì mình thấy là mình sử dụng maximum luôn thì tối đa khoảng là từ 8 tới 9 ngày mà thôi. Đó, và hiện tại trên hai thiết bị này mình đang sử dụng song song với nhau thì đối với chiếc Mi Band 6 thì nó đang còn là 81%. Còn cái chiếc Huawei Band 6 thì hiện tại nó cũng đang còn 82%, có nghĩa là nó cũng xem với nhau chứ không có chênh lệch quá nhiều. Vừa rồi mình đã đánh giá như chia sẻ cho anh em về hai dòng sản phẩm vòng đeo tay thông minh hot nhất hiện nay, đó là chiếc Huawei Band 6 cũng như là chiếc Mi Band 6. Thì anh em thấy sao về sản phẩm này, có thể để lại bình luận bên dưới phần comment, cũng như là nếu có câu hỏi nào hay có thể chia sẻ bên dưới, mình sẽ hỗ trợ trả lời nha. Và nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe trên kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ nha anh em. Xin chào anh em.